Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 3 giờ vào trưa nay khiến nhiều tuyến đường trong nội đô thành phố Cần Thơ biến thành biển nước. Theo đó, cơn mưa lớn kèm theo sóng chớp kinh hoàng Cần Thơ đã bắt đầu khoảng 11 giờ trưa nay, khiến nhiều tuyến đường nội đô ô như đường Trần Văn Hoài, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cử bị ngập nước hoặc linh láng trên đường phố, nhiều phương tiện đi qua chết máy và dắt bộ trong vòng nước đen ngòm. Một số người điều khiển xe gắn máy liều mình chuyển trên làn đường ô tô hay vỉa hè để tránh ngập. Mỗi khi có xe ô tô, xe tải chạy qua tạo thành một làn sóng văng tung tóe hai bên đường. Cơn mưa lớn cũng khiến hàng loạt hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân hai bên đường ế ẩm. Theo ông Kỳ Quang Vinh, nguyên tránh văn phòng công tác biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ cho biết, không chỉ riêng Cần Thơ mà mùa mưa năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung diễn biến khá bất thường. Chính những cơn mưa lớn trái mùa kỳ lạ từ sau Tết Nguyên Đán và các nhỏ mùa khô khiến thời tiết dường như không có mùa khô, còn mưa thì lại quá sớm với lượng mưa lớn. Nếu diễn biến thời tiết như trên cũng xảy ra tương tự ở thượng nguồn sông Mekong như Lào, Thái Lan, thì mùa lũ năm nay đồng bằng sông Cửu Long hết phải hết sức cảnh giác khi mực lũ có thể rất cao.